đốt vô làm rau hùm nhúng lẩu ha. Nay bữa nay làm món lẩu mẻ ha. Bò nhúng mẻ. Sáng thấy mua bò nhúng mẻ. Ôi cái chuối này ngon quá mà. Nó chuối trước đi. Nó mà chuối trước hả? Với lại cây chuối này nó ăn vô trong cái cây cam này đi, đúng tỉa bớt đi ha. Không cây này nè, lấy cây này nè, đúng cây nhỏ này hả? Cây đó người ta lâu, bao lâu nữa người ta có buồn rồi. Cây này đi, cây chuối hình như nó có bắp chuối nó thiện cơ. Tốt quá hán, được một bắp chuối làm rau luôn. 1 2 3 4 5 6 7 nãy cái nãy vô buồn chuối cao này tốt quá chừng luôn Thành ơi. Ôi, buồn chuối sai hết sức luôn hả Thành? Dạ. Ủa Nhân Tư, chuối này chắc nó cũng lâu chín lắm đúng không Nhân Tư? Đúng rồi, chuối này lâu. Như một năm mới được một quầy á con, một năm mới được một lần một hà, nó có một quầy á. Từng 5-6 tháng nó mới chín. Nó muốn đây nè. Hái vô rồi nhúng lẩu ăn ngon lắm á. Bây giờ có rồi, trong nhà có rồi. Em thích rồi muốn này nè. Đó. Rồi coi vừa sắn nè. Anh sắn thì chuối luôn đi. Ừ. Sắn thật sơ vậy nè. Cao cao chứ em lấy cái gốc không rồi mới mốt cái đọt nó ấy, cái gốc nó còn lên nữa mà. Vậy hả? Ừ. Ai biết đâu anh làm sao được á. Này thôi, ở dưới mà mốt nó ra cái khác nữa. Đây là ăn liền ngon lắm mà. Ông có muốn cho cô đi Thành ơi. Dạ. Rồi. Lấy cái lá luôn. Thôi được rồi. Ngon quá luôn. Cái gốc bớt. Thì tốt vậy á, hồi nó mình đào á, trắng nó ngon. Cái cây nó bự chứ lấy đâu bao nhiêu rồi. Với lại cái bắp chuối nó được rồi chứ gì hết anh. Rồi. Cô cầm Dưỡng Tư đi Thành. Dạ. Dưỡng Tư vẽ thêm bắp chuối nữa. Ừ, dạ. Được không? Được thì dựng lên. Dạ được. Rồi đưa em cầm cái mát luôn cho anh dạ, cái bắp chuối luôn đi. Anh cao cái chuối. Cây này nó cao quá. Cao quá dựng nó tối. Cái cán nó giục mất rồi. Giờ cái con nó dễ bị giục. Cộng dây chuối nó chết nó dẻo lắm á. Bên này được buồn chuối xiêm nữa rồi nè. Ừ. Chọn 1 2 3 4 5 6 nãy. Thôi được rồi, vô đi, đi vô đi. Thành ơi. Rồi vậy đi em cầm cái bắp chuối. Thôi em cầm đi. Trời ơi ngon đây. Hết sức luôn đi cái bắp này. Chuối nè. Đi đường này. Rồi vậy cầm cây chuối đi vô Thành ơi, con cầm cái mát được không? Dạ được. Chúng mũ anh ơi. Mũ bên kia rồi, bên đường vừa đi đường này. Ồ cái đường này đi lòn lòn ở đây đi khum khum nó mới đi được. Cũng bò cũng rồi lấy cái cây để thi thằng có chọc lá chuối cho nó dễ. Trời ơi, bà phụ sát này cũng cầm kiểu Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình. Rồi bữa nay mình làm cái món lẩu bò nhúng mẻ ăn cả nhà. Ở đây mình có chuẩn bị bắp bò với thịt thân cổ của bò để mình nhúng mẻ. Khóm, có khóm, cà, hành, tỏi để mình chút mình ướp. Rau có bông bí, đậu bắp, quế, rau muống, nấm. Rồi hành tây để chút mình nấu, có xả nữa để mình cho nó thơm trong nước.
giờ mình sắt thịt bò để chút nữa mình nhúng mẻ. Bây giờ mình lấy cái bắp bò này mình sắt. Thịt bò nó ngon, bắp này kêu bắp qua. Bắp này mình nhúng ăn nó không ngán. Cà chua ngon quá. Cà chua non ngon quá. Cái sáp này ngon lắm á. Chuối mình nặng canh vô nước rồi nặng bào chuối cho nó trắng. Dạ nó bé quá chừng. Cứ tư ơi, vậy để con lặt rau nha cứ tư. Con lặt rau đi, lặt cái nào để theo cái nấy Ngân Thành. Dạ. Có cải chờ rồi quế rồi nó bông bí rồi con lặt cho nó ngon á, cho đẹp á. Nãy mình để nguyên bông á, nhìn cho nó đẹp. À, có một lỗ rau chà bá. Chà bá lửa luôn á Thành. Dạ. Thành nó hay nói chà bá quá. Nghe tiếng chà bá mắc cười. Dạ. Thôi cháu mình lặt nha. Yeah. Con lặt cái gì con lặt đi, trái một đi. Đừng để riêng riêng vậy cho nó dễ con. Dạ. Yeah. Để con lấy lặt gì? Đậu bắp với hết ra. Ngày thở bỏ này này con, bỏ con thau này đi. Làm cái gỗ đó hồi mình đi rau. Để đây được. Trưa nay con bị về nữa, cứ gặp cái này nó no thay nó nữa rồi. Yeah. Cái món này nó cũng ưa lắm rồi. Ở đây, con lặt con mùi đi. Ở cái đó cũng được nữa. Biết lặt cái đó không con? Dạ biết. Ờ, con tước nó rồi, cái con lặt cái gì nhớ trong đó. Cái đó để đây, để cái trong này đi. Nó trống gì mà dễ làm đó. Trời này ngon chứ. Cái này là cái mùa của nó cả trời. Trời lúc lẩu là còn gì bằng nữa. Tuyệt vời vậy. Thank you.
mình ôm cũng ngon đó Thành. Không biết ăn cái này không? Dạ không. Nào giờ chưa có ăn lương hấp cải trời hả? Dạ không, con không biết ăn cải trời. Dạ hả? Dạ. Nó hôi hơn sao con ăn không được hả? Dạ. Con chưa quen chứ cái này là luộc cũng ngon nè, mà nấu canh chua cũng ngon nữa. Con không biết ăn cái dao này. Bây giờ nó cái này cũng hiếm có lắm. Hồi xưa thôi, tới mùa này là đầy luôn á. Ừ. Nó bắt đầu tới bước đầu tháng 8 là nó có mọc rồi. Nó cũng mọc, nó lột với bông sư đũa. Sư đũa ra bông là có cái này. Chết. Cái bông mình nó dài quá trời. Trước vậy nó ăn không bị sơ. Mấy cái loại mà lúc nào cũng có là loại kêu bằng cải trời đó, nó ăn đắng. Ở trên vườn của Dượng Tư chả nó nhóc cải trời trơn á, mà loại lá trắng lột úp cái lá xuống thử đó ăn, ăn ghét hả? Nhà con cũng có cái loại đó nữa. Ừ. Đó là mọc quanh năm cũng như cỏ rồi đó. Ăn được, nó đắng lắm. Ăn về cho một vỗ đang luộc ăn được. Đắng. Này thuốc cỏ xịt là gũi trên là cái hột nó còn chết luôn, nó đâu có lên được. Người ta trầm còn hai nữa là người, mấy cái đất mà vườn của người ta nó không có xịt thuốc á. Dạ. Nó còn thuốc cỏ mà độc dữ vậy ha. Thuốc cỏ nó hư luôn hả? Hột nó hư luôn à. Còn không nó lên nữa thì xịt tiếp nữa rồi ghét rồi mất giống luôn, chắc hết trơn luôn. Chị vườn này hồi xưa vườn có nổi nhiều lắm chứ bộ. Rồi giờ đâu còn cây nào nữa, bị xịt thuốc cỏ thường thường là nó mất giống luôn. Cái này ngon á, ông lương nó ngon hơn nó tắt nữa, phụ cho người tắt nữa. Tư thích cái này lương nhiều hơn. Mẹ để mình lượt. Rồi hủ cơm mẻ chua dữ rồi. Cơm mẻ tái cử nó chua, nó thơm. Thơm quá. Rồi mình múc cơm mẻ ra. Cơm mẻ này nó chua quá, cái nó già, cái nó bị có con nó hơi vàng vàng trên mặt. Đổ nước vô mình lượt. Cơm mẻ này nấu canh chua cũng ngon lắm, thơm quá rồi. Cái mùi chua cơm mẻ ngon lắm. Đổ cái xác vào đó. Múc thêm nữa, dạo nhiều cho nó chua. Dạo vậy cho nó ra chua đi, rồi lượt lại thêm lần nữa. Ăn nước nữa, qua son để nấu. Múc một chút cho nó lưng lưng bớt rồi bưng mình đổ vô. Rồi hai lần rồi cho nó kỹ. Cái hồi nấu nó lên bọt vớt bọt nữa, nước nó mới trong.
bánh chua nó thơm, cái mùi thấy thèm. Mình bắt chảo lên để mình phi gia vị để vô cái nồi nước đục lẩu vô. Cái mỡ nhiều nhiều vô đi cho nó ra mỡ, vớt cái tớp ra. Mỡ này xuống tới với này tớp không à. Rồi cho hành tỏi vô. Rồi cho xả vô luôn. Rồi hành tỏi xả thơm rồi, mình cho ít ớt vô. Rồi mình cho sa tế này sa tế nhà làm, mình cho sa tế vô. Một muỗng dầu màu điều. Mình xào lên. Hành tỏi sa tế mình xào cho đều rồi, mình múc ra bớt. Chút mình để vô sao cho nó thơm. Mình xào xả nó mới thơm. Cắm vô. Rồi cho cà vô. Rồi mình cho vô nửa muỗng đường, hạt nêm, muỗng bột ngọt, xào lên. Rồi mình bắt nước cơm mẻ lên, nước cơm mẻ mình lượt hồi nãy. Con giặt cho cô hả? Dạ. Ồ ngon quá. Thấy nước vừa thấy thèm uống miếng đi. Ngọt quá trời ngọt luôn Thành, nó lên ga đó Thành. Dạ. Ngon quá. Dưỡng Tư hái dừa này dừa, nước nó cứng cứng nè, ngon quá luôn á. Vừa mà thấy thèm luôn. Trời ơi, thổi. Này, trái nữa, ba trái lận. Cô Tư nấu nước dừa tươi không à. Trái nữa quá trời nước luôn. Ồ, trái bự bự không á Thành. Trái nữa. Ba, trái. Trời, được rồi con ơi. Dạ. Cô Tư thử coi cái nước mẻ này nó chua không nữa. Quá trời bọt. Rồi mình cho vô nửa muỗng muối, cho vô 2 muỗng đường phèn, cho vô 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, quậy lên cho nó lên bọt mình hết. Rồi giờ mình múc cà khóm này để vô nước lẩu luôn. Rồi mình cho hành tây vô. Rồi mình cho vô nửa giá nước mắm. Rồi đốt lửa lên đi anh ơi, chia chén đồ ra. Anh đốt dùng con Dưỡng Tư ơi. Để Dưỡng Tư đốt. Con nghe ơi nó ấm ơi cầm thêm. Để thằng Thành nó chấm. Chừng nó cháy nha Thành ơi.
Nè thôi dở lên đi. Cháy mà hết xịu. Tắt luôn mà thành con chấm chấm ở dưới đó Thành. Chấm nhiều nhiều. Dở lên đi rồi đặt thêm một. Rồi, đó, cháy rồi đó. Đò. À bi. Điểm tư là chuyên nghề là cái gì? Chạy bàn mà. Sửa sửa cho ngay lại con. Chưa, câu 2 chỉnh lại đây. À, nó còn gập gần. Nó gập gần. Ở đó thằng Thành biết chia mà thịt vô không? Dạ. Nhúng vô từ từ ăn á nó mới mềm. Đây chia chén chia đũa ra hai anh. Đây đũa anh Thành ơi. Cảm ơn chị Tư. Đây anh ơi. Đây cho chị với thằng Bi đây. Đây Bi ơi. Rồi lấy thịt để vô đi con. Lấy cái ớt thì con lấy ớt để qua bên đi. Dạ. Để bên đó cô Tư. Ừ để bên đi con, rồi rau bên. Cô Tư để rau vô phụ cho. Đây cô Tư để rau chuối vô. Qua chuối. Qua chuối. Cái này là lỗi chuối. Được rồi mấy ơi. Nhiều nhiều đi khoai ăn nhiều khoai ơi. Từ từ mình để nữa để nhiều. Để nhiều quá không ngon con, nó thịt nó cứng thịt. Rồi cô Tư để cải trời, để quế rồi vô, rau muống. Để bông bông bí. Ồ, sợ nó gớt nè hai ơi. Lấy phụ cô Tư. Ừ. Cô Hai thích ăn bông bí. Đây, à. Em để bông bí rồi cho chị đó. Rồi, nhúng của cô Hai ơi. Nhúng núm xuống con, núm dạ. Núm cái lầu chín đó bí. Núm lầu chín. Để đè thịt xuống luôn. Ừ. Đó rồi, thịt nó vừa chín tặn đi hai ơi. Phụ này chín nè cô Hai ơi. Ừ, con đựng lấy nó lộn sợ. Đây, em để cho chị nè. Rồi bên đây mình cũng để nữa Thành ơi. Con để thịt đi, cô Tư để rau. Cô Tư để rau, để nấm. Để từ từ con ơi. Để một bên thịt đi Thành. Dạ. Thịt để một bên á. Rồi gì được rồi con, đừng xuống giống xuống. Đừng xuống con để lại đi, đừng xuống. Rồi rồi, cô Hai ơi. Ở chút nha. Dạ. Rồi nhúng đẻ. Ồ, lấy thêm ít bông bí nữa. Ăn bí bí ơi, chín rồi nè con ơi. Dạ. Sao lên Thành ơi. Đây cái giá cho bên chị nè hai ơi. Trộn thịt bò lên để thôi dưới lâu quá nó dai hai ơi. Bún thịt bò hai ơi. Thành ăn gì để vô ăn đi con. Nấm trứng này thôi. Có nấm cà bá. Có hai tiếp. Chắc Diễn Tư thích nấm đó, để đi Thành. Để đi coi cho nó có ăn dai dai. Xé ra Thành để dính chùm quá khó ăn. Rồi chắc bún. Ở ngay giữa em ăn hai bên. Bên đâu ăn? Bên đâu nhiều rồi ăn. Con ơi, ngồi ăn nữa. À, để vô nữa. Đây, muỗng nữa nè. Cái nhà biết à. Mời cả nhà cùng ăn lẩu bò nhúng mẻ với mình nha. Nay bữa nay ăn là lẩu bò nhúng mẻ. Có cây dựng cây. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Tặng cho con. Nè anh. Đây, em múc bên chị Hai. Rồi, múc bên này, múc bên kia, miếng bên này, miếng. Bên nào trống là mình ăn. Làm nước lẩu ngon quá. Nước lẩu mẻ đó. Nước lẩu mẻ với nước dừa. Một ngay. Một ngay hả? Để gì? Để thịt bò vô á Bi. Dạ. Để bỏ quá trời còn dính. Để thịt bò vô á Thành. Con ở gần nè. Dạ. Có rồi để lâu quá dài. Để lâu dài hả? Ừ, nhiều quá. Để ăn nhiều. Để nhiều. Vậy hả? Đây nè con. Đi Bi, để lâu quá nó không ăn đâu. Dạ. Đây nè anh. Để đưa em gấp phụ bên đây. Ừ. Gấp nữa. Trời ơi nó ngon. Cái cơm mẻ nó chua ngon dữ lắm anh ơi. Cái người có cơm mẻ này vô thơm. Cơm mẻ là ngon sao đâu luôn á. Nước dừa đó thịt bò vô. Nước lẩu dừa ăn. Cái này là nhầm dữ rồi đó nha. Nhầm dữ rồi đó. Nó không làm nhầm lắm á Thành ơi. Yeah. Thịt
bà nó nhìn. Cô Tư ơi, chân xin miếng rau muống. Đây, cô Tư để rau muống cho. Chị hai với em Bi ăn gì để nha. Đây con. Đậu bắp ăn để vô trước rồi, để hồi nó không chín. Từ từ, đây, cải chạy ơi. Phải có thịt vô nữa Thành ơi. Dạ. Thịt vô, có thịt vô nữa nó mới ngọt nước con ơi. Con để phía bên này nè, nhúng xuống. Có bạn gì hết rồi. Bi đi học gì cá ngon dữ à. Dạ. Anh banh gái con. Bên vậy đó, rồi. Rồi được bên đây đó, rồi con ăn đây. Con ăn phía bên này. Nay đi học về được cô Tư đãi món lẩu này quá ngon luôn. Đi học về mà được bữa ăn về là quá ngon hả Bi? Ngon. Được rồi, nãy để đây nè, con giúp lên. Nó trời xôi cô hai ơi. Xôi quá trời, không biết làm sao. Phải ăn lẹ. Cái này làm cũng đơn giản hả cô Tư? Đơn giản. Đơn giản mà từ sáng sớm tới giờ. Đơn giản mà lâu. Nhấp nấm. Ủa nấm chín hả cô? Chín con mấy nè. Nè nè con. Nè nè. Đó. Đó rau đó Thành ơi. Dạ. Dạ ăn được hết trơn rồi đó. Cái gì cũng ngon hết trơn á. Cô hay nhai. Đúng đậu đậu luôn. Giòn đúng không? Gặp ra ngoài để cho nó ngủ đi. Thịt bò nó đâu có ăn đâu. Dạ. Nó ăn cá hả? Ừ. Dạ. Nó cơm nhẹ, cơm thanh ngon hết chứ không? Ừ. Cơm nhẹ có Tư nuôi không Tư? Cô hai nuôi. Đừng lên. Mới mốt cô Tư có cơm mẻ, cô Tư làm cơm mẻ trái móc đi cô Tư. Ừ, bữa nào con mò ốc nha. Dạ, nhà con hay ăn lắm. Cô vừa làm này xong rồi cô hai cho ăn lại nữa à. Vài bữa nữa là nó chua hả? À. Mau chua lắm. Dạ. Ủa cho mẹ ăn gì cô hai? Thôi ăn cơm cơm mấy con. Cơm nguội hả? Ừ, cô hai có cho ăn cơm nguội hả? Cơm rồi mình cắt nước cơm vô cho nó ấm nở cơm nha. Ấm. Hồi nãy em tính nó không chua không? Mà vậy mà chua thành ngon hết sức luôn. Chua nó chua với con mẻ cũng ngon. Hai nuôi gì không có hai con mẻ lắm. Nhiều. Cái thịt bắt nó gần gần thì mà giòn ngon. Ừ. Cho nó ăn đi làm già. Hết nó gắp gì mà con hai. Vừa vừa để bỏ từ từ nó con. Đó mình ăn không được nó. Nó dài. Bí. Nhóc này Thành ơi, dứt đi Thành. Dứt đi con. Dứt đi. Vô. Hai cô cháu ăn rau không? Dạ. Ăn rau gì cô Tư để cho? Bạch cải trời. Cuốn gì cô Tư? Đây, bắp chuối. Đó. Bên này còn, ăn từ từ. Chuối cây này cũng ngon. Ăn này đổ mồ hôi. Nó giòn ngon á. Cô Tư, bò này mềm ngon quá à. Mà cô Tư rút ra cái cô Tư không dám để nguyên miếng. Dạ. Cô cây nhúng cho ăn liền á, giòn ngon. Đúng rồi. Gọp gọp gọp. Núm ăn cũng gọp gọp luôn á. À, chia nhau. Nhúng rau là hết sảy luôn. Dạ. Con thích ăn thịt bò phải không? Dạ. Đúng rồi á. Thịt bò trúng món. Trúng món Thành rồi.
có gào nhúng nhúng. Đi học về mà gặp mà lẩu này là thôi gòn bi đổ mồ hôi luôn, đổ mồ hôi miệng luôn. Cái miệng đó đổ mồ hôi như mưa luôn. Nóng có khi những bò như con hai. Bí ở bên đây nè con, hay là bên đây nó sâu nhiều. Được chưa Thành ơi? Chị Hai ăn đậu bắp không? Để đậu bắp trên nè. Ăn đi. Dạ. Để ra để nguyên trái. Để nguyên trái thì cô để nguyên trái. Một về trái thôi. Đây, bên đây nữa. Thôi đậu bắp ăn tốt nè. Cái này ngon này con hai ơi. Ủa mày chưa chín. Nó được chín hay con. Ừ, phải trời, nó ngon quá. Lâu dữ mà ăn để trời, nó ngâm mới ăn được như vậy. Cái mùa cải trời á. Nó mọc lên với bông sương lụa. Rồi đó nó cải trời cải đất. Em không tin. Ai về đâu có cải đất được. Ôi. Nấm. Nấm nó Thành ơi, thịt bò bên đó đó gấp đi con. Dạ. Tôi cũng gấp thịt bò, nó gấp thịt bò nè. Bò này ăn ngán. Ăn nấm này nó. Cái này giòn. Thịt này là thịt hoa đó. Hoa bắp bò đó. Là kêu bằng bắp bò hoa á. Nè cắt ra trong nó có gân, có gân nè, nè. Có lớp lớp nè, ngon không? Thì nó giòn. Thì nó giòn. Nóng thổi luôn. Nóng thổi vừa ăn. Chín hết trơn luôn. Bỏ vừa chín lắm. Còn những đồ vừa héo là ăn được rồi. Để nó chín quá nó dai. Hơi nóng. Ừ, tôi gỡ cho. Dạ, tôi chị Hai ăn rau gì để nha. Em để em Thành nó thích rau muống, để rau muống cho nên. Chưa mà ra bóng cây ăn nhãn mát nữa. Ăn nè con. Dạ. Ăn này còn ngon hơn ăn đám cưới nha Thành. Dạ. Ăn đám cưới mà mình đâu có được ăn nhiều vậy. Ta đãi đồ món chứ không à. Làm cho cô Tư vậy nè. Ăn món nào đã món nấy không? Dạ đúng rồi. Ăn một lần một bà đã. Cô Tư cho ăn món nào là xứng đáng món nấy. Một năm mới ăn được một lần. Nuôi mấy đứa con là cô Tư, làm là cô Tư phải đổi món. Dạ. Ở đó một món nó ăn hoài nó ngán. Ngán là nó ốm. Tội nghiệp nhất là Thành á. Dạ. Lo cho nó đi. Bây giờ con qua đây con tăng ký tới chà. Tăng lên mấy ký á. Mỗi cô Tư phải tăng ký. Cô Tư đâu có cho ăn cực. Lớp lớn là nhớ ơn cô Tư nha. Dạ. Cái vợ nhớ mời nha. Dạ. Mời ở đó là lo nó lớn rồi giờ lo tiền chịu lại kìa. Dạ, nó không mời rồi lấy gì lại chịu. Sao mà không mời được không Thành? Dạ. Đó, cô Tư Dưỡng Tư á mới mệt nữa. Đó hơi học hơi. Dạ, ra bóng cây ra ăn nó khỏe rồi. Đám cưới là mình nấu cái lẩu bò nhúng mẻ gì ngon, còn đơn giản nữa. Ừ. Thịt bò nhiều là lên nhúng ăn. Đã luôn. Nấu đâu có cực như mấy kia nồi nước là phải thêm xương thêm đồ. Cho nước dừa với mẻ là nhúng thịt bò là ăn rồi. No luôn.
đúng không? Để dĩa bún thịt gà con ơi. Dạ. Ừ. Từ từ để dĩa bún thịt gà chúng ơi. Dĩa thịt nó không được không Thành? Thì thịt bò con hai ơi. Thôi để vô đi con, để vừa vừa thôi. Ừ, còn đây này con. Ngọt nước. Ừ. Một bên cho nó lên trên đi Thành. À, con quý ăn đi. Từ từ con ơi, từ từ đi. Này nó mau rồi, nước nó sôi sẵn rồi. Thịt bò còn nhiều quá, con ăn đi rồi hả, chút chút nó để vậy nè. Ăn dầu muối, con thích ăn dầu muối. Đơn giản hả ngon. Dạ, cũng nữa ngọt thì nữa. Ăn không? Dạ. Ngon quá không? Này cho thêm ngon quá thôi. Cho thêm cặp cái này vô. Nè, hốc tay. À, cho ít cọng nấm này. Này, nấm này. Ồ, cái này là cái thứ hai. Này, cô Tư cũng để cho bên này. Rồi. Đám cưới nó nhiều món cho nên mình ăn một món mình ăn qua mà tới món khác. Còn đây cô Tư nấu là một món là cho ăn đã luôn. Món này chắc được. Con nấu cái lẩu vậy mới ăn rau nhiều. Con rau nữa cô tôi để. Dạ. Mới cả trời vậy mà. Thích cả trời. Này đùa cái chín qua bên đi. À. Tôi cho thịt bò vô nó đi Thành. Dạ. Để bên đây nè con. Đấy bên này đúng rồi, cho nó sôi lên. Nước mắm để đây khi Trần Thành nó chấm cho tới. Dạ. Vừa ăn cũng ít thấy chấm. Phải Thành. Dạ. Vừa ăn nè. Em nấu vừa ăn. Ai mà ăn mặn nó mới chấm thêm. Món no có hai rồi. Ừ. Ăn thịt nó không để vô con. Dạ. Còn thịt ăn đây. Người dân tộc á, ăn mà nó ngon quá, nhầm quá, nhầm rồi. Ừ. Còn ăn. Ừ. Bắp là không khéo là bị nóng, gấp lên mà ăn liền nó nóng trong. Thử gì nấm rơm để nguyên. Nấm rơm mà nguyên chưa học á, tán một cái là nó dưới nước á chổng ăn. Tổng này nóng nó làm cái tổng. Thấy ngoài nó nguội rồi, cắn vô bịch sao. Banh ra Thành ơi. Nó đó, banh ra vậy ra thịt nó mới còn. Rồi. Chín rồi ăn được. Ngon lắm luôn. Thịt nó mới vô đi. Dạ. Nè, bắp qua. Đúng không? Thôi, được rồi. Cái nhiều bao nhiêu.
cây nhà lá dừa mà ăn ngon ha. Của mình là còn nó yếu rồi là sắp hết hả? Ở đây vậy cũng vừa. Đốt thêm nữa. À, nó cháy lên nè. Quá sao kỳ thắng hạnh. Dạ. Mẹ quạnh không nghe mãi nữa. Ừ. Sức mồ hôi hết trơn. Cái mồm no mà cái miệng cũng muốn ăn. Đúng rồi. Nãy cô Tư con đi ấy con thấy đậu gồng của cô Tư có trái nhỏ nhỏ rồi đó. Thì mai mốt mình có đậu gồng mình ăn nè. Dạ. Với có ở trên nếp có cà tím, cà tím trái nó cũng nhỏ 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 nữa. Nhưng Tư cầm ở chứ vậy. Dạ. Nó lớn hơn rồi tôi hái về luộc ra luộc. Tính nào nhiều nhiều á. Mình làm đồ món cao ngon lắm á. Dạ. Mình chiên. Cà tím cũng làm đồ món á. Quá nhiều nhiều đi em làm đồ món thôi. Nhồi thịt chấm chiên ngon lắm. Sao đợt này trồng cây cao mịt lại trời cũng trái nhiều không? Cũng có bông mà bụng kìa. Thành thấy hả Thành? Dạ con thấy. Trời ơi trồng giờ đâu có ăn trái nào đâu. Sâu nó ăn. Bụng trái bụng bông. Không có phân thuốc này hết mà. Rất thịt bò ăn cho đã rồi hả? Cà này không có thuốc dạ. Là khỏi được ăn đâu. Nó sâu nó được những cái uống chân à. Cái bông nó cũng rụng. Để mình làm được nhiều món không kìa? Cà hả? Cà cũng dễ ăn nhiều món lắm. Hèn chi với hởm lên trên gãy nhỏ củ sắn với chị Trang. Củ toàn nhí 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 không? Đất trở trọng không được củ bự người ta rồi. Thấy cà luôn hả Bi? Cũng dạ. Cũng sốt quá chứ con mà tại mình bỏ nó nữa. Hôm đó không bỏ không á. Hôm đó mình bỏ không những cái bún nhà mặn đó. Bỏ nó thôi con ơi. Trong trống rồi nó mới sống rồi nó cũng chết kìa. Ăn mấy miếng ngon. Ngon rồi đó. Bỏ gì vừa xong bây giờ. Dạ. Thành ăn nữa rồi Thành, thịt bò đó Thành. Dạ. Miếng thịt bò nó lạ. Ở nhà thịt bò để dặn tủ lạnh á. Rồi ăn mì sắt để vô ăn. Ở cụ Tư ít ngày nữa là nói thịt bò ăn hết nổi rồi Thành ơi. Thì bị ngán luôn. Từ cũng no, ăn lẩu mau no quá. Dạ. Mấy chén. Cái nào ăn lẩu mò. Cái nào cũng thấy luôn. Đổ một 10 chén nóng, nóng nó húp nè. Húp 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 nè. Nó là hơi. Ngon quá, mà giờ no. Mà nước lẩu này ngọt quá chừng luôn, nước thịt bò đó. Ăn lẩu này cũng như xong nè. Sức mồ hôi mà hám luôn à. Quá chừng chặn lẩu luôn hả Thành? Dạ. Cô Tư là mỗi ngày mỗi món ngon á. Bi nó gặp dịp về gặp lẩu. Về gặp lẩu ngon. Ngày nào cũng vậy. Ăn xong rồi đi học tiếp nữa hả Bi? Dạ. Hôm nay ăn rồi mà giờ lửa còn cháy nha. Nhà mình ăn cũng xong rồi mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà.